các bạn có sẵn sàng chết vì cái người mình yêu hay không thì đây là một câu chuyện tình yêu giữa người và ma rất là hay dành tặng cho các bạn trong cái ngày 14 tháng 2 sắp tới Xin phép được gọi hai nhân vật chính trong câu chuyện này là anh Sơn và chị Thắm Câu chuyện này được diễn ra vào thời chiến Thì anh Sơn này là một vị bác sĩ chuyên và khám chữa bệnh cho cái quân đội Pháp anh quyết định chọn công việc này á ngoài khám chữa bệnh cho quân đội pháp ra thì anh có len lén để khám chữa bệnh cho những cái tù binh cũng như là tham khảo mặt trận đóng đô của tụi nó như thế nào để về mà báo lại tình hình cho quân mình cái nơi của anh mà đến được cái nơi đóng đô của tụi nó thì cần phải đi qua một cái bến sông trong những cái người mà lái đò đưa anh qua được cái nơi đó thì có một cái cô gái lái đò tên là thắm Chị Thấm này chỉ tầm 16-17 tuổi thôi Nhưng mà hồi xưa ở dưới quê các bạn 16-17 tuổi là lấy chồng được rồi thì cứ đưa qua đưa lại nhiều lần như vậy á thì cả hai mới nảy sinh tình cảm anh sơn này á, thì chưa có ngỏ ý mà chị thắm này á, thì cũng không có dám ngỏ lời nhưng mà cả hai thì đã thương nhau từ trong lòng rồi thì có một cái ngày rất là đặc biệt anh sơn này được lệnh là phải qua bên đó để khám cho toàn bộ quân đội của pháp cũng như là các sĩ quan lớn anh sơn này cũng không hiểu lý do tại sao mà phải đi khám hết cho toàn bộ nguyên cái quân đội đó cái ngày qua đó thì giống như là có linh tính hay sao đó thì cái anh bác sĩ này mới nói với chị thấm là nếu một mai anh và em không thể gặp lại được nhau vì chia cắt đôi bờ này thì ai là cái người còn sống thì sẽ về lại cái bến đò này để anh và em có thể đoàn tụ nếu lỡ một trong hai mà không còn nữa thì cũng phải quay về lại cái bến đò này để tế hương hồn của nhau còn nếu mà cả hai cùng chết á, thì hồn anh và hồn em á, sẽ về lại cái bến đò này để mà gặp nhau chị vừa lái đò mà nước mắt của chị á, nó cứ rơi thôi chứ chị cũng không nói lên được một lời nào nữa cả qua tới nơi khám cho cái tuổi pháp á, thì anh bác sĩ này mới biết được rằng á, là cái tuổi pháp này nó đã thất thủ trên cái mặt trận đông dương rồi hiện tại thì phải khám cho toàn bộ quân đội á, để chuẩn bị chiến đấu thì cái tuổi pháp này á, cũng bắt ảnh theo để mà hỗ trợ chiến đấu khi mà bị bắt đi á thì nó đúng giống như là cái câu hát mà sao không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ hậu phương hai bên đánh quá trời luôn mà không hiểu tại sao bom rơi lạng đạc như thế nào không chết anh bác sĩ mà lại chết cái cô lái đò chị thắm này á, không có chạy đi để mà nấp mà chị ở cái bến đò đó mà đứng đợi cái hình bóng của người yêu của mình bom rơi lạng đạt sao mà chị chết cái xác của chị á nó trôi trên cái dòng sông luôn sau khi mọi thứ xong á thì người ta mới ra cái bến đò đó mới vác cái xác của chị thắm về để mà chôn cất thì vận đổi sau giờ qua nhiều năm chinh chiến thì có một ngày á, có một cái chiếc xe đi về cái nơi đó cái anh sơn bác sĩ từ chiếc xe á, bước xuống thì ảnh mới yêu cầu là đóng một cái lều ở ngay cái bến đò đó để cho ảnh ở lại qua đêm thì cái người dân xung quanh á mới cản ảnh dân mới nói với ảnh đừng có qua đêm ở đây Tại vì ở đây á, nó có ma Hồi xưa ở cái bến đò này có một cái cô gái á, tầm 16-17 tuổi á, cổ bị bom rơi mà chết Thì anh bác sĩ này mới quay câu hỏi á, là cái cô đó tên là Thấm đúng không? Rồi cái ghe của cổ nó như thế này thế này đúng không? Thì người ta mới nói là đúng rồi Thì ảnh mới kêu là mọi người đừng có lo Cái cô gái đó đó là người yêu của tôi cô ở đây mà cô đợi tôi về đó cô hiện hồn về nhưng mà cô đâu có phá ai đâu mọi người nói có đúng không thì mọi người mới nói đúng đêm nào cô cũng hiện hồn về ở ngay cái bến đò đó hết ai cũng thấy hết nhưng mà cô hiện hồn về nhìn rất là ghê tối nào cũng văng vẳng nghe tiếng cổ than khóc hết mà cả một cái dòng sông ai cũng nghe rồi người ta hỏi ảnh là anh có dám ra đó hay không mà anh có chắc đó là người yêu của anh hay không thì anh bác sĩ anh mới nói là chắc tôi kêu cổ ở đó của đợi tôi đó thì đêm hôm đó mọi người mới rình canh tối hôm đó mọi người mới nhìn thấy á linh hồn của cái chị thấm này á hiện ra mà cái người của cổ máu không à tóc á thì rũ rượi mà người ta nghe rất là rõ cái cuộc đối thoại giữa anh sơn và chị thấm cái chị thấm này mới hỏi anh sơn á là người em máu không mà anh có sợ hay không sau lâu rồi anh không có quay về chốn cũ hay là cái ngày mà em chết á anh không có hay em chết rồi, anh có buồn hay không? Thì người ta mới nghe được cái tiếng khóc của anh Sơn này ở trong cái lều á mà nói vọng ra. Em chết rồi, anh biết từ cái ngày hôm đó. Nhưng có thuyền đâu mà quay lại vớt xác em. Máu em chảy, anh thấy tanh cả một dòng sông, đau đớn lòng đến bây giờ mới được gặp. Thì nói dứt cái câu đó là người ta nghe một cái tiếng đùng thì mọi người mới hoảng loạn chạy vào bên trong để xem thử như thế nào thì vào bên trong mới phát hiện là anh sơn này đã cầm một cây súng mà tự vẫn ảnh chết đúng ngay cái chỗ đó để linh hồn của ảnh với linh hồn của chị thấm có thể về được với nhau người ta mới thấy được một cái mẫu giấy mà ảnh để lại là nhờ mọi người là chôn cái xác của ảnh kế bên cái ngôi mộ của chị thấm Kể từ đó ở cái bến sông này á, là không còn nghe thấy tiếng khóc than của cái hồn ma cô gái lái đò nữa Mà chỉ nghe râm ran cái tiếng cười vui đùa của một đôi trai gái cứ tối là chèo thuyền đi ngang vậy đó Đây là câu chuyện của anh Tân Đinh Lan Phút and Horrors đã kể Công nhận là câu chuyện tình này rất là hay luôn mọi người ha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Các bạn mà có chuyện á, thì hãy cứ gửi về cho Nam nha Bye bye mọi người